Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Các ý kiến đánh giá, sau một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 5 điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 đã được nhận diện và quyết liệt tháo gỡ, đạt được nhiều kết quả tích cực như đề án đã cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm gần 3.500 tỷ đồng một năm, hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đã được kết nối, chia sẻ với 18 bộ, cơ quan và 63 địa phương. Ứng dụng VNEID được người dân hưởng ứng sử dụng với số lượng truy cập khoảng 29,3 triệu lượt một tháng. 100% học sinh nộp hồ sơ và xét điểm ưu tiên thông qua dữ liệu dân cư. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương trong việc triển khai đề án 06, chuyển đổi số quốc gia và phát triển thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã nêu lên một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Qua quá trình triển khai thời gian qua, Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm lớn, trong đó phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cần quan tâm đầu tư về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, không dây dưa, kéo dài. Tôi yêu cầu toàn thể các đồng chí, nhất là các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, không nói không nói khó, không nói có mà không làm, để tổ chức cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc và tạo ra phong trào, tạo ra xu thế để chúng ta làm, phát huy tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, cân đong đo đếm được, lượng hóa được. Chúng ta chỉ có bàn làm, không có bàn lùi, vì cái này nó có lợi cho nhân dân, có lợi cho đất nước. Bác Hồ nói rồi, cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cố gắng làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì hết sức tránh. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án 06 và phát triển thương mại điện tử mang lại lợi ích thực sự cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, quyết liệt thực hiện các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong hoạt động thương mại điện tử, các dịch vụ livestream, ăn uống, xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn điện tử. Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi Trung Du Bắc Bộ. Công điện nêu, theo dự báo, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tiếp tục rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, đơn vị tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, vận hành hồ đập an toàn, đúng quy định, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do hồ đập. Vào chiều ngày 10 tháng 6, tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia Khuất Hạ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thủ tướng đánh giá cao các thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, đề nghị hai bên tăng cường giáo dục truyền thống cho nhân dân hai nước, không để các thế lực thù địch, phản động, chia rẽ, xuyên tạc.
Bộ trưởng Hút Hạ cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu hy sinh giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Campuchia tới các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Thanh tra Campuchia vào sáng ngày 10 tháng 6, hai bên đã trao đổi về công tác thanh tra, tiếp công dân tại mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là nâng cao năng lực trong công tác thanh tra, đảm bảo tính minh bạch của nền hành chính công, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhân dịp này, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác.